Yến Phương, Việt TV xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là Chủ nhật ngày 23 tháng 7 năm 2017. Việt TV đang có mặt tại Sandy Point State Park thuộc thành phố Annapolis, Maryland để gửi đến quý vị một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt ngoài trời Picnic Đoàn kết 2017 do Hội cựu sinh viên sĩ quan trụ bị Thủ Đức vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận tổ chức. Xin mời quý vị cùng theo dõi một số hình ảnh sau đây. Buổi picnic được khai mạc với nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và một phút mặc niệm. Công dân ơi, mau làm cho khói vượt qua cơn và bé bàng. Người sống xứng danh nghìn năm tấm lòng đã hao. Tiếp theo, ông Lê Tiến Dũng, ban tổ chức, cảm ơn tất cả quan khách đến dự buổi picnic ngoài trời này. Chúng tôi rất vui mừng được quý vị ở đây đáp ứng cái ngày picnic hôm nay đông đảo. Chân thành cảm ơn đến quý vị và cũng mong quý vị bữa nay có một bữa ăn ngon miệng, tắm mát mẻ và vui chơi ngày hôm nay ở tại bãi biển này. Trân trọng kính chào. Ông Lê Tiến Dũng chia sẻ thêm. Hôm nay là kỳ thứ ba của picnic Thủ Đức với chủ đề là đoàn kết 2015, 2016 và năm nay là 2017. Thì mỗi năm Hội Thủ Đức chúng tôi tổ chức một cuộc sinh hoạt ngoài trời, picnic gần bãi biển để quy tụ lại những hội đoàn, quân đội, hội đoàn dân sự, nói chung là cộng đồng vùng Hoa Thành Đốn để cùng nhau ngồi lại với nhau, tâm sự với nhau. Sau một năm làm việc mệt mỏi thì chúng tôi có một ngày thoải mái và Hội Thủ Đức đứng ra để gây một sự đoàn kết giữa cộng đồng quân dân cán chính ở vùng Hoa Thành Đốn. Sau đó là chương trình văn nghệ, hát cho nhau nghe và dùng bữa thân mật. Buổi picnic đoàn kết 2017 kết thúc vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt ngoài trời picnic đoàn kết 2017 do Hội cựu sinh viên sĩ quan trụ bị Thủ Đức vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận tổ chức. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Yến Phương tường trình từ Maryland. Uno IP TV. Xem hơn 7 đài truyền hình theo sở thích. Hoàn toàn miễn phí. Hãy sử dụng ngay chính smartphone hay tablet để theo dõi tin tức, ca nhạc, phim bộ và các chương trình giải trí tổng hợp mọi lúc mọi nơi. Cả đời này tôi phải gánh lấy cái tên tội phạm giết người. Chúng ta không còn là anh em nữa. Thất bại không phải là thua cuộc. Ba không muốn con giống như ba vô dụng như vậy. Download và cài đặt miễn phí trên App Store, Google Play, Samsung Smart TV hay Amazon App Store. Quý vị sẽ tìm thấy ngay chương trình yêu thích của mình chỉ sau vài giây cài đặt.